Hải Phòng kỷ luật nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải An vì sai phạm đất đai. Ông Phạm Chí Bắc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách về vi phạm liên quan tới đất đai. Ông Phạm Chí Bắc cùng nhiều cán bộ bị kỷ luật do vi phạm về quản lý sử dụng đất đai trong giai đoạn 2018-2020. Thông tin từ Thành ủy Hải Phòng cho biết, kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã xem xét kiểm tra dấu hiệu vi phạm của nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải An và một số cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Chí Bắc với vai trò người đứng đầu Ủy ban Nhân dân quận và ông Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Lê Chân, nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Hải An, do đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật nhà nước về quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra cũng ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với hàng loạt cán bộ thuộc quận Hải An, bao gồm ông Vũ Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trang Cát, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải 1, bà Bùi Thị Kim Oanh, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên phòng Tài nguyên Môi trường quận Hải An và ông Đào Văn Thiện, cán bộ địa chính phường Nam Hải.